Thông tin đáng chú ý về xâm nhập mặn. Dự báo từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3 sẽ là giai đoạn xâm nhập mặn tăng cao với ranh mặn 4 gram trên lít, có thể vào sâu từ 50 đến 60 km. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn về thấp bất thường, gió chướng lại đang mạnh lên, có thể làm mặn vào sâu hơn so với dự báo từ 5 đến 10 km. Ngoài ra, trong hệ thống sông giàm cỏ tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức của Long An, chất lượng nước không đảm bảo để sử dụng trong sinh hoạt do nguồn nước bị nhiễm phèn và một số tạp chất. Vì vậy, người dân cần có giải pháp xử lý trước khi sử dụng như dùng hệ thống lọc, dùng các chất có tính oxy hóa mạnh. Hôm nay và ngày mai khi độ mặn còn thấp, bà con cần tranh thủ tích trữ nước vào ao đầm và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả.